Nhớ lại và suy ngẫm. Tác giả Bùi Thanh Liêm, nguyên trung đội trưởng cán bộ cơ quan huấn luyện. Giọng đọc Hải Yến. Ngày 20 tháng 2 năm 1968, tiểu đoàn xuất quân lên đường đi chiến đấu trong tiếng nhạc hùng tráng của quân nhạc. Đại tá Lê Nam Thắng, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, thay mặt Thành ủy, Ủy ban Hành chính và đồng bào thủ đô động viên bộ đội và phát lệnh ra quân. Tôi còn nhớ lời động viên của tư lệnh thấm đậm tình cảm truyền thống của Hà Nội đã lay động đến quyết tâm của anh em cán bộ chiến sĩ toàn tiểu đoàn. Đồng chí đã nói: "Các cháu ra đi chiến đấu hãy mang theo trong mình dòng máu quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Hãy anh dũng chiến đấu, lập công xuất sắc. Sau này, ngày chiến thắng, chú sẽ động viên nhân dân bốn khu phố nội thành và bốn huyện ngoại thành chống rong cờ mở đón những người con anh dũng trở về." Đơn vị hành quân đến tỉnh Ninh Bình thì bước vào tuyến đường 559 của Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Lúc này, tuyến đường Trường Sơn đã được tổ chức từng cung trạm hành quân, có giao liên dẫn đường kết thúc từng chặng. Nơi bộ đội dừng chân nghỉ ngơi được gọi là bãi khách. Ở những tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, tại bãi khách, bộ đội vẫn được nằm võng. Vào sâu hơn, bắt đầu phải nằm hầm. Có trạm ngủ ở rừng, có trạm nghỉ nhờ nhà dân. Đêm ngày hành quân tùy từng cung trạm. Bảo đảm sinh hoạt ăn uống, từng tiểu đội lo dựa vào bếp hoàng cầm có sẵn hoặc phải đào mới để bảo đảm bí mật, tránh máy bay trinh sát địch phát hiện khi nấu ăn. Cuộc hành quân vô cùng gấp gáp, chúng tôi phải vượt qua muôn vàn thử thách gian khổ, càng vào sâu càng vất vả, phải luồn rừng, vượt núi cao, sông suối và tránh những trận bom pháo của địch. Những ngày nắng ráo còn đỡ vất vả, vào ngày mưa ẩm ướt đi trong rừng, muỗi vắt nhiều vô kể. Chúng bám vào người, hút no máu rồi tự rơi xuống. Trên đường hành quân, không ít các đồng chí ốm đau, có người bị sốt rét hành hạ. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm động viên, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng vượt qua và không ai chịu tụt lại phía sau. Tin chiến thắng những trận đầu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân thúc giục động viên, ai cũng bảo nhau đi nhanh lên, nếu vào chậm thì ống bơ cũng không có để nhặt đâu. Trải qua vất vả gian khổ trên suốt chặng đường hành quân, đi mãi, rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến được trạm dừng chân cuối cùng gần sông Bến Hải. Đến đây, bản thân tôi cũng như cán bộ khung huấn luyện vô cùng bồi hồi xao xuyến khi thấy sắp phải chia tay những chiến sĩ yêu thương của mình đã gắn bó nhiều ngày tháng huấn luyện. Là người từng trải qua chiến đấu, tôi rất thấu hiểu. Bom đạn chiến trường không từ một ai. Những chiến sĩ của ta bằng xương bằng thịt, chỉ ít ngày nữa sẽ bổ sung cho các đơn vị chiến đấu rồi vào từng trận đánh. Ai còn, ai sẽ mất. Cứ nghĩ đến những thanh niên Hà Nội còn quá trẻ đã phải lao vào cuộc chiến sinh tử, lòng tôi se lại. Tự nhiên, nước mắt cứ tự lăn xuống gò má. Nghỉ ngơi được mấy ngày, Tiểu đoàn 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô được lệnh bàn giao quân cho Sư đoàn 320 do đồng chí Sùng Lãm làm tư lệnh. Sư đoàn 320 hoạt động chiến đấu tại mặt trận B5 tỉnh Quảng Trị ngay từ đầu Xuân Mậu Thân 1968 và hai trung đoàn 48 và 64 của Sư đoàn 320 là đơn vị được nhận quân bổ sung của Tiểu đoàn 2 Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đơn vị tôi được lệnh bàn giao quân cho Trung đoàn Sông Cả, biệt danh của Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó đồng chí trưởng ban quân lực của Trung đoàn tên là Nguyễn Ngọc Lớ tiếp nhận bàn giao. Sau khi chuyển giao quân xong,
cấp trên yêu cầu cán bộ khung huấn luyện từ trung đội trở lên khẩn trương hành quân ra để tiếp tục nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Tháng 8 năm 1968, chúng tôi về đến căn cứ huấn luyện ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, thì được biết, sau khi 3 tiểu đoàn 2, 4 và 6 hành quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô liên tục tuyển quân, huấn luyện và đưa tiếp các tiểu đoàn 8 đến 30, 32 vào chiến trường. Với các đơn vị huấn luyện sau này, thời gian chỉ còn là 3 tháng, bởi chiến trường đòi hỏi rất gấp về quân bổ sung. Tại Yên Thủy, tôi được đồng chí Nguyễn Văn Thiêm, tiểu đoàn trưởng, gọi lên trao quyết định của trên, điều tôi về cơ quan ban huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận công tác. Về ban huấn luyện, tôi không còn trực tiếp huấn luyện chiến sĩ nữa mà đảm nhận xây dựng kế hoạch nội dung huấn luyện quân sự cho việc huấn luyện quân tăng cường thủ đô. Tại đây, tôi vẫn luôn theo dõi tin tức của chiến sĩ quân tăng cường tiểu đoàn 2, đơn vị tôi đã trực tiếp giáo dục, huấn luyện. Qua tin báo của cơ quan quân lực và cơ quan chính trị, tôi rất yên tâm khi thấy chiến sĩ quân tăng cường của Hà Nội chiến đấu rất dũng cảm, lập công xuất sắc như lời động viên của Tư lệnh Lê Nam Thắng. Tôi luôn nhớ chiến sĩ Đỗ Xuân Thành rất đẹp trai, thông minh, nhà ở số 1 ngõ 1 phố Thi Sách, khu Hai Bà Trưng, nay là quận Hai Bà Trưng. Chiến đấu rất dũng cảm mưu trí. Có trận, đồng chí đã dùng mũ cối cho vào đầu gậy giơ lên nhử địch để chúng bắn vào. Từ đó phát hiện được vị trí địch, kịp thời bắn trả tiêu diệt. Trong một trận chiến rất quyết liệt, đồng chí Thành bị thương nặng mất một cánh tay. Hay đồng chí Lê Tấn Độ, nhà ở khu Đống Đa, công tác tại Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm, khi bị thương nặng trước lúc hy sinh, còn hô lên 3 lần, Hồ Chủ tịch muôn năm. Công tác tại Ban huấn luyện, cơ quan giúp việc cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô, chúng tôi phải nghiên cứu yêu cầu của chiến trường để xác định nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khung, huấn luyện các tiểu đoàn quân tăng cường. Tôi luôn ý thức được, người chiến sĩ sau huấn luyện muốn trở thành chiến sĩ giỏi thì cán bộ trực tiếp giáo dục huấn luyện phải thật giỏi. Vì vậy, suốt quá trình công tác, tôi luôn cố gắng để làm tốt việc bồi dưỡng cán bộ khung các đơn vị huấn luyện. Đến năm 1974, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện và đưa đầy đủ 42 tiểu đoàn quân tăng cường vào chiến trường. Tháng 10 năm 1979, tôi được vào Học viện Lục quân đào tạo lớp giáo viên chiến thuật binh chủng hợp thành cấp trung đoàn. Cuối năm 1980, tôi về làm chủ nhiệm khoa chiến thuật thuộc trường quân chính quân khu thủ đô, đóng quân tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Đầu năm 1982, biên giới phía Bắc rất căng thẳng, nhất là khu vực Vị Xuyên, Hà Giang. Theo yêu cầu của Bộ, các đơn vị cử cán bộ lên thay phiên. Tôi nằm trong số đó và được công tác tại Sở Chỉ huy Tiền phương quân khu 2 tại thị xã Hà Giang. Cuối năm 1985, do bị tái sốt rét, cùng với việc mới mổ dạ dày, tôi bị cắt 3/4 năm 1983. Sức khỏe giảm sút, tôi được điều trở lại quân khu thủ đô. Tháng 11 năm 1988, tôi được Bộ Quốc phòng lựa chọn đi làm chuyên gia quân sự tại Cộng hòa Cuba, theo hiệp định hai nước đã ký từ năm 1985. Đây là vinh dự lớn đối với tôi. Trong thời gian công tác giúp bạn, tôi đã mang hết kinh nghiệm tích lũy được trong cả quá trình tham gia chiến đấu ở chiến trường và công tác tại quân khu thủ đô để góp phần xây dựng phương án phòng thủ và huấn luyện cho bộ đội dân quân cấp tỉnh, được gọi tắt là MTT của bạn. Sau 2 năm công tác giúp bạn, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhà nước Cuba tặng thưởng huân chương chiến sĩ quốc tế. Đầu năm 1991, sau khi về nước, tôi tiếp tục công tác và đến năm 1994 được cấp trên cho nghỉ hưu với quân hàm thượng tá. Về lại địa phương, nay là phường Xuân Phương thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,
tôi có điều kiện chăm lo cuộc sống cho vợ cùng các con chu đáo hơn, bù lại những năm tháng xa nhà khi còn đang công tác. Mặt khác, nghĩ bản thân là đảng viên, cán bộ cao cấp trong quân đội, về nghỉ, được sự tín nhiệm của lãnh đạo cùng nhân dân, tôi tiếp tục tham gia góp phần xây dựng quê hương mình. Tháng 10 năm 1996, tôi tham gia và được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Năm 2006, Hội Cựu Chiến binh chúng tôi được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng 3. Đến năm 2007, tôi mới nghỉ công tác Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Xuân Phương. Với năng lực cùng uy tín của bản thân, tôi được bầu làm Bí thư chi bộ từ năm 2010 đến năm 2017 và trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Xuân Phương khóa 2016-2021. Cả cuộc đời theo con đường binh nghiệp, lớp anh em chúng tôi đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Nay, tuổi Bát Thập sắp ập tới. Với 55 năm tuổi đảng, hơn 30 năm trong quân ngũ, rồi đây tôi sẽ ra đi theo quy luật của tạo hóa. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những ký ức kỷ niệm của những người trong cuộc, những nhân chứng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước cho thế hệ trẻ và cũng là thông điệp nhắc nhở thế hệ sau cần phải biết. Mặc dù chiến tranh đã qua đi, nhưng để có được như ngày hôm nay, nhân dân ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Hàng triệu người ngã xuống dọc theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam, cả Nam Bắc Lào, Campuchia và biên giới phía Bắc, nay còn rình rập ở biển đảo Tổ quốc. Với hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, những tấm bia mộ vẫn ngày đêm như một lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau không bao giờ được quên quá khứ đau thương. Biết bao hệ lụy sau chiến tranh để lại cho đến tận bây giờ. Những thương binh, bệnh binh vẫn ngày đêm oằn mình chịu đựng nỗi đau tâm hồn và thể xác, đặc biệt là những di chứng do nhiễm chất độc hóa học để lại thì thật là khủng khiếp. Nhưng tôi luôn tin rằng các thế hệ sinh ra sau chiến tranh được giáo dục, đào tạo ở trong nước và du học ở các nước phát triển, có tài năng, có đạo đức và óc sáng tạo, sẽ đưa đất nước ta đến năm 2045 trở thành một quốc gia có nền công nghiệp phát triển, thu nhập đầu người ở mức cao, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ sinh thời hằng mong ước. Với 42 tiểu đoàn quân tăng cường thủ đô Hà Nội, bản thân tôi gắn bó với nhiệm vụ huấn luyện từ tiểu đoàn 2 đầu tiên 1967 đến tiểu đoàn cuối cùng 1974. Tôi không bao giờ quên lời động viên, cổ vũ và giao nhiệm vụ xuất quân chiến đấu của Tư lệnh Lê Nam Thắng cho tiểu đoàn đầu tiên năm ấy. Nhưng thật tiếc, sau hòa bình, dù cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa, lớp chiến sĩ trẻ ngày ấy giờ đã trên dưới 70 tuổi rồi, không ít đồng chí đã vĩnh biệt cuộc đời. Nhưng việc ghi nhận sự hy sinh đóng góp, vinh danh quân tăng cường thủ đô của lãnh đạo chính quyền thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô vẫn đang trong quá trình xem xét. Gần 1 vạn anh hùng liệt sĩ và những cựu chiến binh quân tăng cường thủ đô Hà Nội may mắn còn sống trở về nhiều năm qua vẫn đang chờ đợi. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.